vu chưa này. Đấy, lần sau đi dọc kiểu cái ngọn nào phải dọc đi. Xin chào quý vị và các bạn, mình lại dẫn các bạn đi xem là người dân quê mình vận chuyển những chiếc chum quất lên xe ô tô để đi vào tận trong Sài Gòn. Nhà vườn vẫn đang túc tắc bán lẻ cho khách. Ở đây bán tốt mà. Không tính nữa. Không tốt, mà ở đây kiểu gì cả bán được nửa tiền. Ở đây thì đến Tết này bán được nhiều chứ dồn dồn là bán. Dồn hết, kiểu nó vét voi dồn dồn. 200 bán được nhanh. 200 thì nếu có không chở, nếu đủ tiền dùng. Nó xe lên ô tô, thế là cứ thế là bắt đầu đùn kéo hẳn vào trong ô tô là đẩy luôn. Nó có xe mà. Người ta càng khó làm. Mình ở đây là gọi là nó có xe chuyên dụng luôn. Nó có xe chuyên dụng, thế là cứ thế là ghé đít vào phân là kéo đi luôn. Đúng rồi, chứ còn nếu như mà cứ như thế này thì mãi bao giờ mới được một cây. Lâu lắm. Đây là chẳng qua là nó có ít thì thôi tạm giờ thôi. Còn nếu như có nhiều quá thì phải làm xe kéo chứ. Ngày xếp bao nhiêu xe mà cứ làm như vậy thì có phải chết này. Cầu lên. Có cầu lên mà. Cơ xe đời mới là làm cầu. Không, cầu nhà mình đó. Cầu nhà mình. Ngày xếp khoảng cao điểm mỗi ngày xếp khoảng mười mấy, gần 20 con này, 20 con to. Đấy, bình thường thì nhà bác thế nào có đồ chuyên dụng khênh cho lên xe xong nâng lên chứ không khênh như này nó vất vả. Đấy, như bác nói là có ngày là xếp đến 20 xe ô tô quất để chở đi khắp mọi miền Tổ quốc. Đấy, các bạn mà có nhu cầu mua thì cứ về nhà vườn Độc và Lạ. Cái ông lái xe lúc nãy là thấy xe nhà mình để kéo ở trên xe này thì ông lại bảo lấy lại. Ông kia ông trên nhà thì đưa tôi bóng này. Bóng à? Ôi ơi, lộn.
Một xe này thì thường thường được bao cây à? Tùy theo lọ đi. Lọ lọ mình đang khênh này được bao cây này? Mình quay cận cảnh người nông dân quê mình bán quất lên xe ô tô cho các bạn xem. Các bạn xem video nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.